hiệu Lô Cá Quý Đô, bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisathammasarathi, Đức Thế Tôn hiệu Purisathammasarathi. Bởi ngài Đức Thầy cả và ông hiệu Bút Thô, bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt với Phá Ra Đức Thế Mê Sa Năng Anh Nhân Bút Thô Mây Sa ra nàng quá rằng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mày cha gia mạng gia lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Xóa qua kha tô pha ra qua ta thăm mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã cầu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp thân có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanh đích thí cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc, bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Aka lý cô là pháp độ cho đã không chờ ngày giờ là khi nào, đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ê hí bát xí cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hòa cho kẻ khác biết được. Ô bá ná dí cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát chát tăng quê đi tắc bô huynh nhu hí là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy tự nơi tâm. Na ti mê sa ra nàng anh nhân thẩm mô mê sa ra nàng qua rằng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mằng ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Su ba ti ba nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. U chu ba ti ba nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti ba nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đăng chất ta ri mô ri sa du gà ni tăng, nếu đếm đôi thì có bốn bậc tăng đà đắc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a la hán. Atta burisa bút ga la tăng, nếu đếm chiếc thì có tám bậc tăng đà đắc đạo tu đà quần, tăng đà đắc quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo a na hàm, tăng đà đắc quả a na hàm, tăng đà đắc đạo a la hán, tăng đà đắc quả a la hán. Ê sa pha ra quá tô sa quá ca sang khô chư tăng này là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Hồ nay vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa,
đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí, tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh cha ly ca ni vô các ngài đảng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Huynh Nhất Khét Tăng Lô Kết Xa, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Nát thi mày xa ra năng anh nhàn sanh khổ mày xa ra năng quá răng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mày cha gia mặn ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phát lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đà mi chê ti văn sắp năng sắp bát thai số ba tích thi tăng xa về ri ca tha tu ma bồ thiền bụt đà rù băng xa ca lăng xa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục hoa canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt và ta đi với nghiệp của ta, dù cho tột sau tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắc bê sắc ta á quê ra hòn tu su khít ta tu thích đúc kha hòn tu áp gia bách cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ga hòn tu sam bát tì sa mít chan tu su khi át ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pha dấp bát ta cha nít pha gia so khắp bát ta cha nít so ca hòn tu sắp bề mi bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Xin tất cả đạo tràng cùng với Metta tác bạch để xin thọ trì quy giới. U ca sa ma văn phàn tê quy sung rắc kha na ta ya ti sa ra nề na sa bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung rắc kha na ta ya ti sa ra nề na sa bành cha si la ni dạ cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì,
ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung đắc ca na tha gia ti sa ra nề na sa bành cha si la ni già cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con xin dâng ích cho ngài Trí Đức để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Hài, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Hài. Cái chuyện với lễ dự tôn thì Đức Tăng trong nhà Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu chư Phật. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy vùng ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Đăng Gạch Cha Hàm, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đàm măng sa năng gạch cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp. Sằng thăng sa năng gạch cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng. Đủ ti yam vi bút đăng sa năng gạch cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam vi đàm măng sa năng gạch cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam vi sằng thăng sa năng Chư hàm mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti yam bi bút đăng sa năng ca chư hàm mi con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti yam bi đăng mang sa năng ca chư hàm mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ ti yam bi sang tăng sa năng ca chư hàm mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng Sa Ra Nàng Gắt Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm Mạng Sa Ra Nàng Gắt Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang Khăn Sa Ra Nàng Gắt Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dầm Mi Bụt thằng Sa Ra Nàng Gắt Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thăm mạng xa ra nàng gách cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sẵn khăn xa ra nàng gách cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thằng xa ra nàng gách cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng xa ra nàng gách cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khăn xa ra nàng gách cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa rồi nó cái hát năng phạm nguyện côn năng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ xin vâng. Mana thi ba ta về là mặt đi sẽ khó có đang tham ma định giáo mấy. Còn xem bây giờ điều học là quy tánh xa sự sát sanh à đinh na đa na vừa là mặt đi sẽ khó có năng tham ma định giáo mấy. Còn xem bây giờ điều học là quy tánh xa sự trộm cắp cà mê sum mít cha cha ra vừa là mặt đi sẽ khó có năng tham ma định giáo mấy. Còn xem với những điều học là quy tánh xa sự tà mụ sa hoa đăng về là mạnh đi sẽ khó có năng xâm ma định giáo mấy. Còn xem với những điều học là quy tánh xa sự nói dối sự là mê ra nhau mai chập qua mai đã thai nam về là mạnh đi sẽ khó có năng xâm ma định giáo mấy.
Còn xem bao nhiêu điều học là quý vị tránh xa si dị du uống rượu và các chất say. Bà na tí bà ta huê ra ma ni xích cha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A định na đa na huê ra ma ni xích cha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự chấp. Ca mê su mít cha cha ra Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Ba Đăng Sa Ma Di Da Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mụ Sa Wa Đa Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Ba Đăng Sa Ma Di Da Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su Ra Mê Ra Ya Mát Cha Ba Ma Đa Tha Na Huệ Ra Ma Ni Xích Ca Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ít mà ni văn cha sĩ khắp bậc đà ni sa du tăng ca toa ba ma đề na ni cha ca lăng samara thi tập băng chư Phật tử sau khi tọa thiền tâm quy vào ngũ giới nơi tam bảo rồi có đó mới nhị hành theo cho được trong sạch được có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sì lệ na su ga tinh yon tị sì lệ na phu khắc xâm bạc đai sì lệ na nê phu tinh yon tị đà sĩ mai sì lăng lực thá yên cho chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành thai út ta mang ghê na hoành đề hàng bà đá bằng sâm qua rút ta mang bút thể vô cá lý tô đô so bút thô ca ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi tần nhị chân đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm Phật bảo cúi xin Phật bảo Na Hoàng Đề
tu được rồi Đức Phật mà mới 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 dụ thị đưa lên cõi trời. Trên trong lúc mình đưa đưa lên cung trời thì đi ngang qua một cái khu rừng, mưa vừa vừa dứt, tức là có một cái đám, một đám cháy, rồi cái mưa xuống tắt đám cháy đó, thì có một con khỉ nó bị cháy xém đi, cái nó chuông vô trong bóng cây, nó núp ở trong đó. Rồi Đức Phật mới chỉ cho Nanda đá thấy, người thấy con khỉ không? Dạ thấy. Rồi Đức Phật mới hỏi vậy thì công chúa Kanjani, công nương Kanjani với là con khỉ này thì người thấy sao? Nói con khỉ này xấu hơn, còn công chúa thì đẹp. Được ha, ai dẫn lên trời rồi thấy những cái nàng tiên nữ ra múa hát, rồi cái gót chân điện đỏ như là gót chân chim bồ câu vậy. Rồi dáng đi thì coi như là thấy đẹp quá đi. Đến nỗi một cái nhìn một cách mê mẩn. Đức Phật nói sao? Đối với các nàng tiên nữ này thì công nương Kanjani của nhà ngươi nghĩ sao? Dạ công nương đó chỉ giống như con khỉ mà nó cháy xém ở dưới kia thôi, chứ làm gì mà đẹp như mấy nàng tiên nữ này. Nếu mà muốn muốn đẹp như mấy nàng tiên nữ này, ngươi muốn được sung sướng sống chung với mấy cô này á thì cố gắng tu đi. Dạ con sẽ cố gắng tu. Rồi coi như lập lời thệ nguyện với Đức Phật tu để được gặp mấy nàng tiên nữ này. Thì cái mục đích của cái vị hoàng tử Nam Đá là tu để được lên thiên giới làm bạn với các nàng tiên nữ, và quên đi công nương Kanjani. Rồi như vậy thì trong cái sự tu tập với cái sự hướng tâm như vậy thì cơ duyên cũng đã đến, những cái pháp ba la mật quá khứ cũng đã trổ, và tôn giả Nanda đã chứng đắc thánh quả a la hán và đến gặp với Đức Phật rút lại cái lời coi như là phát nguyện tu để được về chư thiên sống với các nàng tiên nữ. Thì như vậy trong câu chuyện này á, chúng ta đừng có lầm tưởng ha, Ananda cũng là em, mình Ananda cũng là em Thái tử Siddhartha, thì cũng là hoàng tử với nhau, nhưng mà một bên là Ananda thị giả, một bên Ananda là cái vị mà tu để được vào về làm chư thiên sống với các nàng tiên nữ. Thì ở đây ngài Ananda thắc mắc, trong các cái loại sanh chủng, tức là trong các cái vai vế mà của các cái bậc trí, các bậc hiền trí, các bậc vĩ nhân, các vị thánh nhân, thì thường thường các ngài xuất hiện trong những cái giai cấp như thế nào mới để hỏi Đức Phật. Và Đức Phật cho biết rằng những cái giai cấp mà các bậc hiền trí, các bậc thiện trí, các vị thánh nhân, các cái vị vĩ nhân xuất hiện thì thường thường nằm ở trong các cái giai cấp bà la môn hoặc là sắc đế lị, tức là vua chúa hay là bà la môn, chứ không thể nào mà sanh trong các cái gia đình thấp hèn như là Kiên Đà La. Thì như vậy cũng tương đương với các cái loài sanh thú như là cái voi mà nó thuần chủng á, thì sanh trong cái dòng chát đanh ta, ngựa thuần chủng thì sinh ra trong cái dòng sinh tha quá, rồi là bò mà thuần chủng thì sinh ra trong dòng mà đắc khi na bát hạ, vân vân. Thì con người cũng vậy, con người những bậc vĩ nhân, thiền nhân, thánh nhân thì thường xuất hiện trong những cái gia tộc cao quý, đó là hoàng gia hoặc là bà la môn.
Thì ở đây cái từ gọi là bậc đại nhân là người khó tìm, giống như những cái loài hoa thuần chủng, ngựa thuần chủng, thì bậc đại nhân không sanh ra ở các cái nơi mà chỉ ở trong những cái gia tộc dòng dõi cao quý, thuộc về dòng Bà La Môn hay là sắc đi những gia cấp cao quý nhất trong cái thời kỳ đó, chính là những nơi tôn kính bằng sự đảnh lễ của đại chúng, và chỉ xuất hiện nơi trung tâm của quả đất mà thôi. Thì như vậy, khi mình Đức Phật trình bày về câu Phật ngôn 193 này thì rất nhiều người chứng đắc thánh quả. Do sự này cho chúng ta thấy rằng có chỉ hạnh phúc nhất trên đời, tăng chúng bàn nhau thử đáp lời: người nói làm vua là sướng nhất, được yêu hoặc cơm thịt ngon sơi, Phật dạy tỳ kheo sống lục hòa, hành chung tăng sự chớ chia ra, tăng càng tăng trưởng khi đoàn kết, khỏi sợ suy tàn, đáng ngợi ca. Hạnh phúc thay chư Phật giảng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đạo tình. Như vậy thì với câu Phật ngôn 193, quý vị thấy rằng những cái bậc thánh nhân, những bậc quý nhân, không phải ở đâu cũng có, mà chỉ có xuất hiện đúng lúc đúng nơi tại những cái nơi như là trung tâm của vũ trụ, nơi trung tâm của vũ trụ. Và những cái chỗ đó là những cái chỗ không phải là vùng biên địa. Dù chúng ta có chánh kiến nữa, nhưng mà sanh ra vùng biên địa cũng đành phải bỏ đi kiếp người. Chúng ta là những người có chánh kiến mà sanh ra tại nơi trung tâm, thì gặp được Đức Phật ra đời, gặp được các vị thánh nhân ra đời, thì chúng ta sẽ học hỏi và chúng ta sẽ tu tập có kết quả tốt đẹp hơn. Thì ở đây, khi mà chỗ nào mà vật trí sanh thì chính những cái nơi đó chúng ta sẽ hưởng được những sự an lạc. Rồi, bây giờ thời gian còn lại là 17 phút để quý vị thảo luận, và tới 6 giờ rưỡi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt. Rồi, xin nhường mic cô lại cho đạo tràng. Xin mời bàn tay của quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá và sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải từ vựng và duyên sự câu pháp cứu kinh số 193. Và cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài dùng nước ạ. Và kính mời đạo tràng có thể thắc mắc điều gì trong câu này thì đưa bàn tay lên để hỏi ngài giảng giải cho hiểu rõ hơn bài học ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá và kính mời quý vị ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá và con không thấy bàn tay ai để đặt câu hỏi. Dạ, ngài cho con hỏi một câu. Ngài nói là nếu mà mình dù có chánh kiến này nữa mà mình sanh vào biên địa thì cũng như như không. Dạ, nhưng mà mình tạo cái nhân gì để mình có thể sanh vô những nơi chánh kiến mặt ngài và ngài như có thể chân sanh vào những nơi mà trung tâm và không phải là sanh vào nơi biên địa. Và con cung thỉnh ngài có thể chỉ dạy mình tạo nhân gì để có thể sanh vào những cái trung tâm, những cái chỗ mà vừa chánh kiến mà lại có thể để học
được. Còn nếu mà mình không biết, mình thiếu phước, mình sanh dùng biên địa, thì ngài chỉ dạy dùm mình phải tạo cái điều gì để có thể sanh vào nơi mà trung tâm ạ. À, Nam Mô Bụt Thầy giá dạ. Con kính dâng bích đến ngài ạ. À, thuyết nghiệp của câu này là thích chẳng đạo xa thú như vậy, chắc là thích chẳng đạo biết cách để trả lời rồi. Rồi mời thích chẳng đạo đi trả lời dùm đi. Hình như có bốn nguyên nhân đó mà không biết làm sao. Thôi thích chẳng đạo có nhớ thì coi như trả lời dùm đi, tức là chúng sanh cộng trú với nhau có bốn cái chi đều, mà chắc là hỏi như thế nào đó hợp ý với Thích Trần Đạo. Thích Trần Đạo quan hỷ quá, xa thú xa thú, thì mời Thích Trần Đạo trả lời chết ha. Rồi alo, Thích Trần Đạo xin mời. Nam Mô Bụt Thầy giá dạ. Dạ con nghĩ Trần Đạo xa thú là xa thú ngài dâng nước đến ngài, chứ không phải là xa thú câu hỏi của con. Dạ cảm ơn chị Meta. Dạ tại vì Trần Đạo gõ chữ chanh thôi nên là con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. À, alo, vậy mà ngồi im ru à, tưởng lên trả lời dùm chứ. Nhưng mà mình bắn bị này nó sanh rồi gần gần chùa Ngọc Đạt ha, cho nó ngạt độc luôn đi. Mà khi mà một chúng sanh cộng trú với nhau có những cái chi điều mà coi như gọi là đồng thanh tương ứng. À, ví dụ như chúng ta cũng có một niềm tin giống như nhau, tức là chánh kiến. À, chánh tín tức là tin đúng chứ không phải tin một cách bậy bạ, làm lành được vui, làm dữ bị khổ, đó là tin về nhân quả. Rồi tin vào cái nghiệp. À, cái nghiệp đưa chúng ta đi từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, nhưng mà trong cái vấn đề luân hồi như vậy thì cái nghiệp chúng ta có một cái sự là chú tâm quan sát kiểm soát nó để nó không tạo những ác bất thiện pháp, nghiệp ai nấy chịu. À, nhưng mà cái niềm tin phải là chân chánh. À, tức là tin tin cái gì, tin nhân tin quả tin nghiệp, mà tin vào cái tuệ giác của Đức Phật. À, đó là cái niềm tin của chúng ta hả? Tiếp theo cùng một cái niềm tin, cái vấn đề thứ hai là xả tài. Xả tài ở đây thứ nhất là chúng ta phải dứt bỏ. À, cũng giống như Huynh Minh Tấn nó gần gần chùa Ngọc Đạt thì có sông Buông, mà sông Buông á thì chúng ta buông bỏ đi thì người nó mới nhẹ nhàng, nó mới bớt đi sự tham đắm. Mà khi mà buông bỏ như vậy phải thực hành cái gì, cái hành xả ly, phải ly tham. Mà lý muốn ly tham như vậy là phải vô thí. À, phải vô thí để trưởng dưỡng cái tâm của chúng ta. À, sự tham đắm giảm thiểu. À, đó là cái điều thứ hai. Có nhẹ nhàng chúng ta mới ra đi
không có vương vấn. Còn bây giờ mà chúng ta coi như cái ôm đồm vô cái gì cũng 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 cột chặt vô, à, thấy sợi dây này thấy sợi dây kia cột chặt như vậy thì làm sao mà chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng được. À, cái vấn đề thứ hai phải xả tà. Cái vấn đề thứ ba nữa là gì, là cha ra là dứt bỏ, dứt bỏ. À, trong cái sự xả tài là cái vấn đề bố thí, mà dứt bỏ ở đây tức là dứt bỏ cái tâm tham ái, tâm tham ái nó đi sâu vô bên trong chứ không phải là cái vấn đề vật chất như là xả tài hình thức. Thì cái cha gá dứt bỏ là một sự không vương vấn. À, chúng ta phải hiểu rằng cái thân phận này là một cái sự trói buộc, à, để chúng ta đắm say và về trần cảnh rồi chúng ta không có lối thoát. Thì cái sự dứt bỏ đây, cái đi quán thấy cái thân này anatta, tức là không có gì là của chính mình, thì bây giờ mình bám víu vào đó làm cái gì? Mượn cái thân này, cái hình tướng này giống như một chiếc thuyền để mình vượt qua cái dòng sông sanh tử. À, tấm thân giả tạm có chi mà chỉ mượn làm thuyền để quá gia, à, chúng ta phải dứt bỏ nó. Nhưng mà bây giờ không phải là tham đắm mà mượn nó để tạo nên những thiện sự, để rồi tới một lúc nào đó cái thiện cái ác cũng phải bỏ. Lúc mà chúng ta thành công rồi thiện và ác cũng phải bỏ. Thì bây giờ cái sự dứt bỏ của chúng ta là không phải là không lưu luyến nó, nhưng mà chưa đến lúc phải dứt bỏ, trước sau gì cũng phải dứt bỏ. À, khi nào mà coi như nhắm mắt tắt hơi thì cũng phải dứt bỏ thôi. Nhưng mà tới chờ tới cái lúc đó thì chúng ta hành trang tiêu lương không có thì cũng khổ lắm. Thì bây giờ tạo trước đi, để rồi khi mà chúng ta dứt bỏ nó nhẹ nhàng hơn. Và cái điều quan trọng, cái điều thứ tư là trí tuệ, à, tức là bốn pháp ha, để được cộng trú với nhau, là chúng ta phải sử dụng cái trí để làm sao trên con đường đi rút ngắn cái vấn đề sanh tử luân hồi. Mình tạo thiện thiện pháp nhưng mà phải sử dụng trí tuệ để thấy rằng, à, trên con đường đi này mình không có đi một cách quanh co mà mình phải đi một cách coi như là trực diện, à, đối diện với sự thật để rồi chúng ta vượt qua trở ngại. Bởi vì có ba phương pháp, một là đức tin, hai là tinh tấn, ba là trí tuệ. Chính đức tin, tinh tấn và trí tuệ các vị Bồ Tát nương theo đó mới trở thành Phật. Vậy thì cái trí tuệ này để chúng ta, à, có được sự bố thí ha, có được một niềm tin ha, có được sự bố thí ha, có được sự giúp bỏ ha, và thấy rõ được bằng chánh kiến của chính mình. À, chúng ta khi mà thấy được sự thật và họ cùng một lý tưởng với chúng ta thì chắc chắn sẽ cộng trú với nhau. Một người chồng, một người vợ, hai người cùng một tư tưởng, cùng một hành động, cùng một sự suy tư, giống như 30 33 anh chàng Việt Nam mà do, à, người tư mắt khá và hướng dẫn, và họ đã tạo nhiều công hạnh để rồi họ có một cái cõi đi về riêng của họ, đó là cõi trời 33. Cõi trời 33 là cõi trời mà 30 người thiện nam tạo những cái thiện nghiệp, tư tưởng, hành động và sự suy nghĩ giống nhau, để rồi họ cùng cộng trú một cảnh, một cõi giống hệt như nhau. Đức vua trời Đế Thích có được cái gì thì 32 vị kia cũng có giống hệt như vậy thôi, nhưng mà nhỏ thua ít hơn, nhưng mà không phải là không có. Bởi vì cái người xướng ra, người cầm đầu thì nó bự hơn chút, to hơn chút, quyền hành lớn hơn chút. Còn 32 vị kia cũng giống hệt như nhau vậy, nhưng mà nhỏ ít hơn. Tức là khi mà
cộng trú với nhau, tức là cùng một tư tưởng, một hành động, một lời nói, một ý nghĩa, nghĩa là cái gì cũng giống giống nhau, tức là niềm tin nè, chân chánh ha, xả tài ha, dứt bỏ ha, rồi có một cái trí tuệ sáng suốt giống như nhau thì sẽ được cộng trú với nhau thôi. À, nói vậy không biết có đúng không á, bữa nào thắc mắc phải là ngày ngày Liễu Tông ha. Còn đây có sao nói vậy á, nhiều thứ tương tương nói bậy cũng 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 dám lắm á, rồi thôi thông cảm ha. Rồi muốn cộng chú thì cứ cứ vậy đi, làm những cái phước sự giống hệt nhau đi. À, tức là phải hòa với nhau một chút trong tư tưởng, hành động, lời nói thì chắc chắn sẽ cộng chú à. Còn mà bị chỏi nhau á thì cơm lành canh không ngọt, rồi trước sau cũng 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 bị chia rẽ thôi. Rồi bây giờ còn phút 4 phút nữa, rồi bàn tay quý vị tiếp tục. Nhà sa tu kính trường sư trí đức, sư lao xuống mà không ai lao lên hết nè, để nhiều người vào rung tưởng dọn được, tưởng dọn được tại nó im ru hết nha. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu rõ. Dạ con mới quay trở lại rung này, như sư chia sẻ cái vấn đề có cùng một niềm tin chân chánh, phải xả tài, xả ly, bố thí, vứt bỏ là không vương vấn trí tuệ. Thì quý vị thấy cái có nhiều khi vấn đề mà chúng ta chia tay đó, rồi gặp lại thì nó cả một cái, vì trong cuộc sống hàng ngày đó thì chúng ta không có cùng một cái niềm tin, không có cùng một cái hướng đi, không có cùng một cái quyết định, tức là cái gì chúng ta cũng 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 khác hết trơn á, thì ngay trong cuộc sống là chúng ta đã thấy khác rồi. Có nhiều người thì thích nghe kinh, nhưng mà có người thích nhạc, có người thích cải lương, rồi cho nên như thấy rằng trong gia đình mà nhiều khi nhất là nọ và cái máy mà nó phát ra thôi thì nó cũng cả một cái vấn đề. Để cô Kim hỏi gì đây, có cần bỏ tâm sân hận ganh tị không? Thì cái nào cũng cần bỏ hết trơn á, mình tu cái nào cũng cần hết á. Chắc là đang chia sẻ cái vấn đề niềm tin chân chánh. Thì chúng ta thấy nó rất là khó, rất là khó. Ngay ở trong cái room này cũng vậy, quý vị thấy không? Những Phật tử không vào đây, nhưng mà niềm tin nó cũng khác nhau nữa, niềm tin khác nhau nữa. Có người thì thích vị trí, có người thì không có cần quan trọng trí, mà quan trọng là bố thí. Rồi có người thì trì giới. Quý vị thấy rằng là coi như nó khó lắm. Cái mỗi cái hướng đi nó rất là căng, rất là căng. Cho nên quý vị thấy rằng là ta nói ông Minh Tâm khoái đọc cái câu là Thế Tôn là dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát được an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi miệt mài, ta đi với nghiệp của ta.
Nhà đi có một mình thôi quý vị, nhà đi có một mình thôi, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. À, vậy đấy. Cho nên trong cái câu năm điều quán tưởng này thì nhắc nhở chúng ta là mình là độc cô cầu bài đi có một mình thôi. À, thì đó là cũng hết giờ rồi, 6:31 rồi, thì Minh Tâm muốn kết thúc bằng một cái câu là năm điều quán tưởng, thì trong đó Đức Phật cũng có dạy chúng ta là tác nghiệp của ta. Dạ con kính thỉnh sư cả lên để đúc kết chương trình. Dạ con xin leo xuống. Alo, Huynh Minh Tâm ơi, chúng ta đi với nghiệp của ta, này dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, ha. Theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo phân minh kết kết thành, ha. Nhưng mà hồi nãy nghe cái gì mà ta đi miệt mài là sao? Hả? Hồi nãy nghe giống như ta đi miệt mài là đi hoài hả? Ta đi việc mà, đi việc là đi luôn á. Trở lại vấn đề ha. Ê, câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái vị trí như thế nào trong cuộc sống, tức là cái sanh chủng. Người có trí, những bậc thánh nhân, những bậc hiền nhân, thì những cái vị đó thường thường sinh ra trong gia đình cao quý, hoàng tộc, bà la môn, những giai cấp cao của xã hội, chứ không phải là những cái giai cấp bần cùng, à những cái loài thú quý, ví dụ như voi, bò, rồi những con voi, con bò, vân vân, con ngựa thì cũng có những cái sanh chủng của nó, tức là những con ngựa thuần chủng, những voi thuần chủng, những con vật mà có giá trị ấy, thì cũng sanh trong những cái dòng dõi coi như là cao sang. Thì con người của chúng ta cũng vậy, muốn có được một cái vị trí nào đó thì chúng ta cũng phải cố gắng tu tập để có được một cái chỗ đứng trong xã hội. Cái chỗ đứng đó cũng rất quan trọng. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta đi, nếu mà sinh ra trong một cái gia đình mà coi như hạ lưu ha, thấp kém, thì chắc chắn rằng sẽ bị xã hội ruồng bỏ, khi dễ. Mà phải sinh ra trong dòng họ cao quý, bà la môn hoặc là vua chúa thì cái vị trí mới mới được nâng cao lên. Thì ý nghĩa của câu Phật ngôn này, khó gặp bậc thánh nhân, không phải ở đâu cũng có. Nơi nào mà bậc trí sinh ra thì chính cái chỗ đó có được sự an lạc, chúng ta sẽ hưởng sái, được thơm lây trong cái hào quang của Đức Phật trong cái địa bàn, trong cái vùng đó. Như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn này không phải là ở chỗ nào cũng có, mà chỉ có một phạm vi nào đó thôi. Những cái chúng sanh là hữu duyên thì mới được gặp những cái bậc thánh nhân, những cái bậc trí xuất hiện. Vậy thì câu Phật ngôn này đem lại cho chúng ta một cái ý nghĩa là ăn theo phở ở thời thì ha, tức là đúng lúc đúng đúng trường hợp, thì sẽ có nhiều cái kết quả tốt đẹp. Tức là riêng cá nhân của chúng ta cũng phải tạo thêm những thiện sự để rồi mới mới gặp các bậc thánh nhân này ra đời đúng lúc hợp thời. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Ngài xin chư Thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thanh thiền xin qua được vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn kính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên Hô Tu Sập Bà Đà cho lời chân thật này kính dâng gọi phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Mời Thích Ca.